Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét hỏi đến nhóm nhà đầu tư được xác định là bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo ghi nhận, bốn người có mặt tại tòa đứng lên phát biểu ý kiến đều có quan điểm chung, mong tòa giảm án cho bị cáo, xem xét đến phần cổ phiếu mắc kẹt được tiếp tục giao dịch hoặc bồi thường bằng tiền. Cụ thể, anh Vũ Xuân Hoàng ở quận Long Biên, Hà Nội cho biết, còn dư 1.300 cổ phiếu ROS, hiện số cổ phiếu này còn nguyên, Đến phiên tòa hôm nay, anh mong muốn hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng nhóm đồng phạm, tạo điều kiện cho họ sớm trở về hòa nhập xã hội, xây dựng lại doanh nghiệp phát triển kinh tế. Anh Võ Thanh Nguyên bị hại đến từ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, còn giữ 200.000 cổ phiếu họ FLC. Nạn nhân yêu cầu ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường thiệt hại bằng cách trả tiền mặt hoặc tòa có thể tuyên tiếp tục cho giao dịch trở lại. Riêng bị hại Lưu Quang Hưng ở quận Thanh Xuân Hà Nội đánh giá vụ án này bất thường bởi cá nhân anh mua 150.000 cổ phiếu ROS, đến nay cơ quan tố tụng chỉ xác định anh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mà không phải bị hại. Trong khi đó, số cổ phiếu đang mắc kẹt. Ông Hưng nói rằng những người đang nắm giữ cổ phiếu ROS hiện nay mới là người chịu thiệt hại trực tiếp từ vụ án. Do đó, ông đề nghị tòa án xác định ông và những người tương tự là bị hại. Ông Hưng mong muốn cựu chủ tịch FLC hãy dùng tài sản của mình để mua lại cổ phiếu của ông cũng như nhiều cổ đông không còn muốn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp nữa. Ông Lê Ngọc Nông ở quận Hải Châu Đà Nẵng được triệu tập đến phiên tòa cả với tư cách bị hại và tư cách người liên quan, hiện còn nắm giữ hơn 667.000 cổ phiếu. Theo trình bày của ông Nông, ông mua cổ phiếu ROS qua sàn chứng khoán HOSE, khi đó cổ phiếu ROS nằm trong rổ VN30. Rổ VN30 gồm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, thanh khoản cao nhất trên sàn Hose. Vì vậy, ông cũng như các nhà đầu tư khác tin tưởng mua. Bây giờ ông nông mong muốn được bồi thường thiệt hại cả về vật chất và tinh thần. Liên quan đến khắc phục hậu quả, bà Lê Thị NG, vợ ông Trịnh Văn Quyết, có đơn gửi tới Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về việc nộp tiền bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả. Theo đó, bà Lê Thị NG đã thay mặt chồng nộp khắc phục hậu quả thêm 25,1 tỷ đồng. Trong đơn bà Dê Nêu thực hiện theo mong muốn, nguyện vọng của chồng là ông Trịnh Văn Quyết về việc khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. Gia đình bà đã tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vay mượn anh em họ hàng bạn bè tối đa để nộp tiền khắc phục hậu quả ở mức cao nhất và đến nay gia đình chúng tôi đã vay mượn, huy động thêm được số tiền 25,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Trước phiên xử diễn ra, luật sư bào chữa cho ông Quyết cũng thông tin bà Dê đã thay mặt chồng nộp khắc phục hậu quả 23 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết khắc phục hậu quả vụ án đến nay lên đến gần 240 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi đối với 28 bị cáo là lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VAR và các bị cáo là đăng kiểm viên có liên quan trong đại án đăng kiểm là người cuối cùng trong nhóm 28 bị cáo được hội đồng xét xử xét hỏi trong phiên xử này, Nguyễn Văn Trung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu cục trưởng cũng đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà là bị hại khi chi 100.000 đô la Mỹ để nhờ chạy án nhưng bị Nguyễn Văn Trung lừa. Tại tòa, về việc nhận 100.000 đô la Mỹ, bị cáo Nguyễn Văn Trung khai có nhận tiền từ bị cáo Lại Thái Phong. Cựu phó tránh văn phòng cũng đăng kiểm nhưng không biết là tiền gì. Bị cáo Phong chỉ nói tiền này xếp em gửi anh. Khi chất vấn, bị cáo Trung khai vòng vo, có lúc Trung cho rằng bị cáo không biết Phong đưa tiền cho mình để làm gì nhưng sau cùng lại thừa nhận trước hội đồng xét xử rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng và thừa nhận có nhận tiền của bị cáo Phong. Bị cáo Trung khai rằng khi bị cáo Trung gặp bị cáo Hà và nghe Hà nói cơ quan điều tra đang điều tra cũng đăng kiểm, Hà đã nhờ Trung nghe ngóng xem điều tra những gì. Khoảng một tuần sau, bị cáo Trung gặp lại Hà và hỏi về việc Hà có biết cấp dưới nhận tiền hay không. Sau đó, Trung tham mưu cho ông Hà, ngoài sai phạm nhận tiền các tài xế thì sẽ điều tra vấn đề cho nhận hối lộ. Nếu Hà không chỉ đạo thì phải làm văn bản đôn đốc các trung tâm đăng kiểm, thành lập đoàn đi kiểm tra và báo cáo. Khi bị cáo Hà bị bắt, bị cáo Trung khai đã chủ động liên hệ bị cáo Phong mang tiền về. Đồng thời, bị cáo Trung khai thêm, trước khi cơ quan điều tra khởi tố, bị cáo Trung đã chủ động đi đầu thú và nộp lại tiền quá trình điều tra ăn năn hối cải, có giấy khen khi tham gia chống dịch, gia đình có công với cách mạng. Trước tòa, bị cáo Lại Thái Phong khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố về việc đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Văn Trung để tìm hiểu kết quả điều tra của cơ quan công an đối với sai phạm tại Cục Đăng Kiểm và bị cáo Đặng Việt Hà. Theo cáo trạng, Lại Thái Phong có mối quan hệ thân thiết với Đặng Việt Hà. Khi biết các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam bị khởi tố, Hà lo sợ nên nhờ Phong giới thiệu người để tìm hiểu thông tin. Hà cũng trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho cựu quyền trưởng phòng VAR Trần Anh Quân cất giữ. Thông qua mối quan hệ, Phong biết Nguyễn Văn Trung là người có nhiều mối quan hệ với công an, có thể tìm hiểu về các sai phạm của Đặng Việt Hà và Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Hà nói với Trần Anh Quân dùng 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ đổi thành 100.000 đô la Mỹ. Sau đó, Hà đưa 100.000 đô la Mỹ cho Phong để Phong gặp và đưa tiền cho Trung. Tuy nhiên, Trung không có khả năng thực hiện việc thu thập thông tin từ công an mà chỉ tìm hiểu thông qua báo chí rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Ngày 23 tháng 7, công ty cổ phần quốc cường Gia Lai mã chứng khoán QCG có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSI công bố thông tin về việc bổ sung nội dung họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 và thay đổi người đại diện theo pháp luật của QCG. Theo đó, Quốc cường Gia Lai bổ sung nội dung trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị QCG đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc QCG. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, làm thành viên Hội đồng Quản trị QCG nhiệm kỳ 2022-2027. QCG cũng thay đổi người đại diện pháp luật sang cho ông Nguyễn Quốc Cường. Ông Cường sẽ đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường năm nay 42 tuổi, ông Cường từng là thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, giai đoạn 2004-2006, ông Cường là phó giám đốc xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Giai đoạn 2006-2018, ông Cường là thành viên hội đồng quản trị kinh doanh, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Sau khi từ nhiệm tất cả vị trí vào năm 2018, ông Cường thành lập doanh nghiệp riêng, sau này đổi tên thành C Holding, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên phát triển các dự án tại Bình Dương và nay ông Cường lại quay trở lại công ty của mẹ. Hiện tại, ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.000 cổ phiếu QCG. Trong khi đó, bà Loan nắm giữ 37,05% vốn điều lệ, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My nắm 14,32% vốn điều lệ, tương đương gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG. Trước đó, QCG phát đi thông cáo cho biết doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường sau khi bà Loan bị bắt. Hội đồng quản trị của QCG sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện các hoạt động liên quan đến công ty sau khi tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam hôm 19 tháng 7 để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Nguyễn Thị Như Loan 64 tuổi bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 3939B bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 30 tháng 6, Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, cuộc họp chỉ có 44 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự. Đại diện cho 18,3% vốn điều lệ, do đó đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Bà Nguyễn Thị Như Loan cũng vắng mặt trong cuộc họp này vì lý do sức khỏe. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không tham dự cuộc họp vì lý do cá nhân. Sắp tới, Quốc Cường Gia Lai sẽ tổ chức lại phiên đại hội thường niên lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 7.